领导，bạn Nguyễn Nhật Tiên và bạn Kiệt. Rồi, như vậy là ban liên lạc của chúng ta gồm các thành phần, các thành viên chúng tôi đã trình bày. Qua phần thứ hai, đó là thời gian dự kiến chúng ta sẽ tổ chức lần thứ hai, tức là sau 5 năm. Theo tất cả các cựu học sinh của chúng ta có đồng ý thống nhất thời gian là 5 năm nữa không? Xin giơ tay. Rồi, nhiều quá rồi, đa lắm rồi. Như vậy là gì? Năm nay là 2006, năm 2011 là chúng ta sẽ tổ chức lại, đại trưởng lại. Hy vọng là lần thứ hai chúng ta sẽ tốt hơn, đông hơn. Bởi vì lúc đó là tôi đoán là gì, tất cả mọi người đều cố gắng đưa cả gia đình mình đi nữa, vui hơn, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai, đó là vấn đề thứ ba, đó là chúng ta dự kiến là xây dựng lập một cái sổ quỹ, cái quỹ để cho chúng ta đưa ra nhiều mục đích. Thì xin thưa hỏi tất cả các bạn của mình, tiêu chí của mình là đầu tiên, của ban tổ chức đầu tiên đưa ra là cái quỹ này sẽ làm cho cái học bổng khuyến học cho những học sinh nghèo vượt khó của trường. Đấy, đó là tiêu chí đầu tiên. Thì xin tôi liệt kê luôn cái thứ hai nữa, đó là gì? Nếu có điều kiện thì trong cái ban liên lạc mình sẽ làm luôn cả những cái động tác nữa, là cùng tất cả các bạn làm luôn cái động tác là ví dụ cho vấn đề mai chay hay là hiếu hỷ cưới hỏi. Nếu chúng ta làm được vấn đề này nữa thì tốt hơn nữa. Đấy, đó là hai tiêu chí. Và còn nếu tiêu chí nào nữa thì chúng ta cùng góp ý nhau. Đây này, trong ban liên lạc, trong ban tổ chức thì mới nghĩ ra được hai cái tiêu chí này, tức là lập một quỹ để làm một cái quỹ khuyến học, và cái thứ hai là các cái lễ nghĩa mai chay hay là cứ hỏi gì đó. Và còn gì nữa thì chúng ta xin góp ý luôn để chúng ta quyết luôn tại hội trường trước khi chúng ta ra hiện hai. Vì chúng ta cả hội trường cho nên là cũng khó mà có ý, và tôi lấy biểu quyết luôn nha. Thứ nhất là cái số quỹ này chúng ta sẽ làm cái quỹ học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Thì tiêu chí này có bao nhiêu phiếu? Bao nhiêu phiếu? Đại đa số nữa rồi. Và tức là chúng ta sẽ đánh dấu cái tiêu chí này. Tiêu chí thứ hai, đó là chúng ta viếng thăm với nhau, không những ban liên lạc mà toàn thể chúng ta có thể có thông tin. Nếu chúng ta có thông tin thì vui lòng thông tin ngay về cho ban liên lạc của khu vực mình chẳng hạn, thì để cho từ ban liên lạc thông qua ban liên lạc với nhau thì nó sẽ trải rộng thông tin ra, thì lúc đó chúng ta mới biết được thông tin. Ví dụ như là kim mai chay chẳng hạn hay cứ hỏi, thì thông tin này chúng ta có đồng ý không? Cũng qua bán rồi, cũng qua bán rồi. Như vậy là bây giờ tôi xin phép là công bố với ban liên lạc, ban tổ chức luôn, chúng ta rút hai vấn đề. Tức là chúng ta lập cái quỹ này là sẽ ưu tiên đầu tiên là vẫn là cái học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Và cái phần tiếp theo đó là cái phần mai chay hay là cưới hỏi, hiếu hỷ gì đó, thì ban liên lạc chúng ta cố gắng là nối dây kết với nhau giữa các địa bàn để chúng ta có thông tin nhanh nhất. Đấy. Và cái phần tiếp theo đó là phần chúng ta vô phần liên hoan tiệc. Và trước khi vô cái phần liên hoan tiệc, cho tôi xin kết của cái phần trong ngôi trường. Thì đây là lần đầu tiên, kính thưa quý thầy cô, thì đây là lần đầu tiên mà khóa 83, 86 chúng em mới tổ chức được. Tất nhiên ban đầu là cái ngọn đôn đốn ban đầu là rất le lói, đó là xuất phát từ hồi Tết năm rồi, tức là các nhóm tập trung về rồi cũng có mỗi lớp nó có một cái ngày gọi là truyền thống Tết tập trung. Thì bắt đầu từ những ngày đó là có ý tưởng là năm nay là 20 năm
thì chúng ta nên làm sao có một cái kỷ niệm gì đó với nhà trường, về với trường, về lại với thầy cô. Thì lúc đầu chúng tôi ủng hộ, nhưng mà sau đó một thời gian là vì hình như có bị lắng động, là do không liên lạc được các nhóm ở các địa phương nhau. Thì sau đó là ban liên lạc rất năng nổ. Đầu tiên là chúng ta phải thật sự cảm ơn ban liên lạc cho đến ngày hôm nay, với những cái tên mà chúng tôi hồi nãy mới vừa đọc, là đây là những người đầu tàu rất là nhân năng nổ trong vấn đề xây dựng cái ban tổ chức, xây dựng ban liên lạc để liên lạc với nhau để chúng ta gắn kết với con ngày tổ chức hôm nay. Và dù gì đi nữa vẫn là lần đầu tiên chúng tôi mới làm được điều này, thì chắc chắn có rất nhiều cho mình lợi ích sơ sót. Thì tôi hy vọng quý thầy cô cùng tất cả cựu học sinh chúng ta tha thứ, bỏ qua, rút kinh nghiệm, lần sau chúng ta chơi sáng lạng hơn, hoành tráng hơn. Cho một tràng vỗ tay với tôi. Cảm ơn rất nhiều. Và cái phần tiếp theo thì bây giờ hội trường chúng ta chật và nóng. Bởi vì bây giờ chúng ta có thể là xin kính mời quý thầy cô cùng tất cả các bạn chúng ta mình ra ngoài giải lao khoảng mấy phút, rồi ban tổ chức sẽ chọn một vị trí để chụp một tấm hình kỷ niệm với thầy cô cùng toàn thể chúng ta trước đường. Nhưng bây giờ chúng ta cứ ra thì mát chút xíu ra, tôi thấy ai cũng chảy nước rồi đâu rồi. Xin cảm ơn quý thầy cô. Vượt tháp treo leo, tay ta vượt đèo, được quên.
đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chúng ta xây ngày mai. Dù lên rừng hay xuống biển, vừa bão gió vừa gian khổ, tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi. Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi.